Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng mà em hàng vừa về xong nhá. Đấy, đặc biệt là cái mã thắt lưng da bò Mỹ này, hàng vừa về xong nhá. Em phải quay luôn bác. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã luôn nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về này. Đấy, dòng thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì đợt này bên em về hai màu nhá, hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy, mặt thì cực kỳ đẹp rồi. Riêng cái dòng mặt này thì các bác không cần phải chê về chất lượng rồi. Rồi là đến chất da nhá. Da này thì bên em bảo hành cho bác 2 năm, lỗi một đổi một luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Cam kết với các bác là 100% là hàng da bò thật quá nhá. Đấy, 100% là hàng da bò thật. Đó thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp ở trên màn hình. Hai số trên màn hình thì em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái mã thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, mã thắt lưng da bò Mỹ nha. Hàng made in USA này. Đấy, cam kết bác là da bò thật 100%. Đấy, mặt cũng rất đẹp luôn đây. Mặt này thì quá ok rồi. Đấy, mặt thì cực kỳ sang trọng và lịch sự nhá. Đây phần mặt này. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, mặt rất dày nhá. Đó, rất dày luôn, dày cộm luôn. Cái sản phẩm này thì bên em nhập cái lô này là nó là dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn. Bình thường là các bác hay mua những cái dòng thắt lưng lẫy cài ấy, nhưng mà lẫy cài nó rất là bất tiện. Đấy, và đặc biệt ví dụ như các bác bụng to là không thể xài được nhá. Đấy, vì cái lẫy cài là nó chỉ đến cái mức độ đến nó đến cái đoạn đấy của nó thôi thì nó mới cài được. Ví dụ như các bác nào bụng to quá thì cũng không thể cài được, hoặc là bác nào bụng bụng nhỏ quá cũng không thể cài được, nó rất là kén bụng. Đấy thì các bác mua cho em cái thắt lưng những cái mã mà nó có con lăn nhỉ, nghĩa là nó thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác có thể là đeo được hết luôn. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn, không lo bụng to bụng nhỏ nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là xài hết luôn. Đây, đấy, mặt rất đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Đó, rất ok, thắt lưng da bò thật 100% nhá. Đấy, hàng cam kết là da bò thật 100%, bảo hành cho bác da về 2 năm luôn các bạn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Bữa trước cực kỳ nhiều bác hỏi luôn thì đang bán hết à. Hôm nay thì hàng về thì bác nào tranh thủ bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt nhanh giúp em nhá. Tại vì số lượng cũng không có nhiều đâu. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ hàng made in USA. Giá của nó thì bán đồng giá luôn là 180.000. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác màu đấy, màu nâu và màu đen, bán đồng giá luôn là 180.000. Lấy màu nào thì cũng bằng tiền nhau hết các bác nhá. Đây, cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, quá đẹp luôn. Đây là phần mặt. Đấy, dạng thiết kế dạng con lăn nhá, thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đó. Có in dòng chữ Made in USA đây. Đấy, Made in USA cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Chất da nói chung là quá tuyệt vời. Đấy, chất da quá tuyệt vời. Đây, hai màu có nhìn cùng nhìn kỹ là hai màu, màu nâu và màu đen này. Đồng giá là 180.000 một sợi nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Rồi, ngoài ra thì có cả ví da luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi mã ví da này. Đấy đi đây, mai tiếp tục hàng về. Cũng về hai màu cho bác luôn nhá. Hai màu là màu nâu và màu đen. Đây, màu đen này. Đây màu đen đây ạ. Đây màu đen đây nhá. Về hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy. Hàng cũng cam kết bác là hàng 100% luôn. Đấy, hàng 100%. Đấy, chất liệu sản phẩm da bò, da cá sấu, da đà điểu này bảo hành 2 năm luôn này. Đấy, có giấy chứng nhận các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Rất xịn. Đấy nên là cái hàng này bên em bán rất là tự tin vì hàng nó chất lượng mà da nó chuẩn các bạn, da nó chuẩn. Đấy. Riêng dòng này cái con ví này em xài con ví này là từ bắt đầu em bán hàng đấy cũng khoảng tầm hơn 3 năm rồi, còn nguyên luôn, không có một vết xước hay nhèo cả. Đấy, vòng này là dòng ví da bò khâu tay 100% nhá, có nhìn này. Đấy, đường viền khâu tay 100% luôn, nên là các bác yên tâm, rất đảm bảo nhá, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Made in USA, rất nhiều ngăn. Đấy, ngăn to ngăn nhỏ này, ngăn trong ngăn ngoài, ngăn trong này thì bên trong thì 3 ngăn luôn, các bác thoải mái đựng tiền. Có cả một ngăn khóa các bác nhá, để các bác để những cái đồng tiền to vào trong này, còn những cái bên ngoài đồng ngoài thì các bác để những cái đồng tiền lẻ, đôi khi mà các bác lấy ra giả tiền các thứ là nó đỡ bị nhầm. Đó, rồi ở đây thì có những cái ngăn nhỏ này để các bác đựng thẻ ngân hàng này, rồi là giấy tờ tùy thân, đấy căn cước, rồi là giấy tờ xe thứ gì đó. Đấy, các bác cho hết trong ngoài cho em.
đó, rất ok. Đây là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đây bác cho bác còn màu nâu, màu nào cũng đẹp hết các bạn, màu nào cũng đẹp hết, quan trọng là các bác cứ thích màu nào thì cứ báo cho em thôi. Đấy, đây là con màu nâu, còn đây là con màu đen nhá. Đấy, hai màu đây đó, nói chung là quá chất lượng luôn này, có nhìn này. Đấy, vết đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận luôn nhá, toàn bộ là hàng made in USA. Con này nó cùng thương hiệu với lại cái thắt lưng kia đó, thì em báo giá luôn thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là ví da bò khâu tay nhá, ví da bò khâu tay. Giá của sản phẩm này thì sẽ là 140.000 một cái nhá, 140.000 một cái, cũng hai màu là màu nâu và màu đen nhá. Ví da bò khâu tay. Đấy, 140k một chiếc, bán đồng giá luôn, nâu đen nhá, nâu đen là đồng giá, hai màu như nhau thì các bác lấy màu nào có báo cho em nhá. 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay này, 140k thôi. Hàng made in USA. Nói chung là cái giá này thì các bác yên tâm, giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, không có đâu giá rẻ mà nó sản phẩm chất lượng đâu. Cái này thì em bán quá nhiều rồi. À, sản phẩm này thì các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, siêu bền luôn. Đấy, riêng dòng da thắt lưng da bò này rồi là ví da này thì bên em sẽ bảo hành da cho bác 2 năm. Nếu mà có vấn đề bong chóc các bác cứ liên hệ bên em đổi trả bảo hành cho bác cái mới luôn. Đấy, cam kết bác da cực kỳ chuẩn nhau nhá. Da thật 100% luôn nhá. Rất ok. Đấy, bán cái dòng ví da và thắt lưng này rất là tự tin, nhưng quan trọng là chỉ có cái là hàng nó không đều đúng không ạ? Hàng nó rất là chập tròn. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhá. Bữa nào bữa trước mà bác nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn đây. Đấy, ví da đây. À, thắt lưng đây, 180.000 một sợi. Màu nâu màu đen. Ví đây luôn nhá, 140.000 một cái. Ví da bò khâu tay. Toàn bộ là da thật 100%. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái đèn tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn. Cái này thì giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi. 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện. Đèn tròn tích điện nhá. 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá 90.000, các bác mua về thắp sáng nữa rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon lành. Đây, sản phẩm thì hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này. Pin điều khiển này, rất đầy đủ cẩn thận luôn. À, sản phẩm này thì đây, nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần phải dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. À, các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây. Cắm vào cái đầu nguồn 5V này, đấy nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, đấy thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang ra phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. À, em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này, các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này mình đem đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây, bấm vào đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy, rồi em đã giới thiệu rồi, còn đây bấm vào đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển. Đây em sẽ lắp pin cho bác con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok.
rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi, công ty sản xuất rất ok luôn. Đây on này, on này, off này, on này, off này, đấy rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn, 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này, chế độ tăng tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cộng dây cáp sạc này, là một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước thứ là rất ok. Đó đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều, để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đó là cần thiết mình xài rất ok, 90.000 một quả. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái thùng giấy ăn này, lên mã em sẽ cái thùng giấy ăn, giá thì nó quá là bình dân luôn, giá siêu bình dân luôn. Đó, một thùng giấy ăn này thì một thùng là 20 gói nhá, một thùng 20 gói, giá của nó thì siêu tốt luôn, bao giá thị trường nhá, bao giá thị trường 150.000 một thùng. Đấy, 20 gói giấy ăn về các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, nhà bác nào dùng ít thì chắc là phải cả năm. Đấy, đây em sẽ bóc cho bác một thùng này. Đấy, một thùng nguyên chi này là 20 gói giấy ăn, nhiều lắm các ạ, mà giấy thì cực kỳ dai, dùng rất thích luôn. Đấy, các bác về nhà thi thoảng có cỗ bàn các bác lấy ra dùng, rồi ở gia đình nhà mình lấy ra. Đấy, ăn uống xong mình có cái mình lau mồm lau miệng và thứ rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, nó sẽ đóng theo từng gói này, thì một thùng này là 20 gói nhỏ nhỉ các bác nhá, 20 gói nhỏ nhỉ. Một gói này là 460 lần rút luôn nhá. Đấy, một gói này rất là nhiều luôn, 460 lần rút với hết được một gói này, siêu nhiều luôn. Thì cái này đây, về các bác chỉ việc ở đây nó có một cái tờ này các bác tước cho em. Đấy, tước ra. Đó, sau đó là các bác chỉ việc là các bác lần cho em cái tờ, sau đó các bác xé này. Đấy, các bác xé nhá. Đấy, xé vào tờ đầu thì bao giờ nó bị rách. Đấy, bắt đầu đến tờ thứ hai bắt đầu nó mới ngon này. Đấy, cứ thế là các bác rút ra thôi. Đấy, các bác cứ để trên bàn này thôi, để cả túi lên trên bàn nha. Đấy, mình cứ dùng đâu là mình lấy ra mình xài ra đấy, rất ok. Giấy thì bao dùng bao xài bác luôn, giấy rất dài, cực kỳ dày nhá, giấy dày lắm, giấy của nó là lên đến 4 lớp này, đây này, mà một lớp này, giấy hàng này là hàng giấy 4 lớp mà dày lắm, nói chung là giấy dày dai và dùng thích, đây này, đấy, 1, 2, 3 này, 4 lớp luôn này, quá xịn luôn luôn nhá, đấy 4 lớp vào, giấy cực kỳ dai, giấy dài dùng thích lắm mà. Bình thường là các bác hay xài mua những cái ở quán xá rồi cái giấy nó rất là mủn, các bác xài ấy, vì nó hàng hàng rẻ tiền và hàng cái dạng hàng hàng đều hàng gia công mà, nên là các bác lau thứ nhất là nó bị mùn đấy, và nó rất là dễ rách, nhưng mà con này dùng rất ok, giấy bao dai bác luôn, bao dai bao dùng luôn nhá, mà các bác lau nó không bị mùn, lau nó không bị mùn, dùng thích cực kỳ luôn. Đó thì một cái hộp một cái túi này là một được một lần là 460 lần rút này. Đấy thì một thùng là 20 gói nhỏ nhá, một thùng là 20 gói nhỏ. Thì bên em đang bán là một thùng là 150.000. Đấy, tính ra nó giá rất là bình dân. Đấy, các bác ra một cửa hàng cửa hiệu là một gói này biết người ta cũng phải lấy bác khoảng tầm 10-15.000 một gói. Đấy, bên em bán cho bác là cả thùng nó chỉ có là đi 150.000 thôi, 20 gói giấy ăn nhá, một thùng và 20 gói là 150.000. Còn nếu các bác nhu cầu mua ít, dùng ít, muốn mua ít về dùng thôi thì sẽ có bán theo gói nhá. Thì các bác cứ lên mã như em sẽ là cái gói giấy ăn 460 tờ. Thì một gói này bên em sẽ gửi bác giá sẽ là 10.000 thôi, 10.000 một gói nha. 10.000 là một gói lẻo nhá. Đó, còn nếu mà các bác có nhu cầu mua cả thùng, mua nhiều thì một thùng là 20 gói là chỉ 150.000 thôi. Đấy, mua cả thùng 20 gói là được rẻ thêm được 50.000 nữa luôn. Đấy, mà dùng được lâu dài, nói chung là mua một lần dùng cả năm luôn, mình là nào mình về mình dùng. Thi thoảng nhà cỗ bàn này. Đấy, rồi là nhà nhiều khi có người ra người vào khách khứa nhiều, đấy các bác lấy ra nó rất là sang trọng. Đấy, mình để cái túi này lên bàn ăn nhìn cũng rất là đẹp này. Đấy, khách khứa ra ăn đâu mà người ta rút ra đấy, rất là lịch sự ok luôn. Đó, một thùng là 20 gói nhá, 150.000 một thùng giấy ăn 20 gói, một gói này là được 460 lần rút nhá. Ngoài ra thì sẽ có bán lẻ một gói này là 10.000, nếu mà các bác có nhu cầu dùng ít thì mua một gói giấy ăn như này là 10.000 cũng nhá. Rồi em sẽ qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã chảo Hàn Quốc này. Lên mã cho em sẽ là cái mã chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32cm. Con này thì từ nọ là bán rất nhiều rồi, mà giá nó bình dân thôi, giá nó chỉ có
140.000 có nhá, 140.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo chảo Hàn Quốc này. Chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính 32 cm, hàng của Hàn Quốc này. Giá sẽ là 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, 140.000 một chiếc thôi. Giá siêu hạt rẻ bình dân. Đây. Em mở cái bác coi một chiếc chảo này. Rất đẹp luôn, chảo đẹp lắm. Chảo đẹp chất lượng. Sản phẩm thì sẽ nguyên mới nguyên nhỉ, mới nguyên luôn nhá. Sẽ gồm có là một chiếc môi bằng gỗ này. Đấy, cái này thì nhà xuất rất là chu đáo, là sẽ có gửi kèm cho bác một chiếc môi gỗ. Bình thường là những cái chiếc chảo rung dính ấy là các bác cứ hay dùng những cái đồ bằng kim loại, các bác đảo rồi các bác xào nấu rồi các bác đảo ấy, thì nó rất là dễ nhanh xước, nhanh xước cái men chống dính, thì các bác dùng cái con môi gỗ này. Đấy, các bác đảo nó không lo nó bị chảy cái lớp chống dính ra mà nó được bền hơn. Đấy, thì nhà sản xuất rất chu đáo là có kèm cho bác một cái cây đảo bằng gỗ nhá, có nhá. Rồi tiếp theo là sẽ có là vung này, vung bằng kính cường lực trong suốt nhau nhá. Đấy, kính cường lực trong suốt rất dày, rất là chắn luôn, có bo viền inox vùng quanh đó. Đây logo này quá xịn sò, ok luôn. Đây là cái lỗ để các bác về bắt vít, thì cái này em quay nhanh thôi không bắt cho bác nhé. Đấy thì trong chảo nó sẽ gồm có là một cái tay để các bác về lắp vào vung này. Đấy, về các bác lắp vào vung nha, và một cái tay quay để về các bác lắp vào cái thân chảo để thành cái cán chảo nhá. Đấy, về các bác lắp đây thì đầy đủ, nó có đi kèm ốc vít hết rồi, thì về các bác chỉ việc lắp vào thôi. Còn đây là cái chảo chính này. Chảo này thì rất là to, đường kính của nó là 32 cm, về các bác xài gia đình rồi. Đấy, đặc biệt là nhà đông người rồi các bác rán xào chiên nấu cho em thoải mái luôn. Đấy, và sản phẩm này thì chắc là rất nhiều bác quan tâm là có dùng được bếp từ không, thì em nói luôn nhá, sản phẩm này là dùng được tất cả các loại bếp, và bếp từ, bếp tiếc dùng hết luôn, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả các loại bếp là con này dùng được hết luôn nhá các bác nhá. Đấy, tất cả bếp luôn, và đặc biệt là bếp từ dùng được ok luôn nhá. Đấy, đáy từ bắt ngon lành luôn này. Đó, và đây chiếc chảo đây, các bác có thể rán xào nấu vào đây nhá. Đấy, bình thường là các bác rán nhiếc thì không cần dùng vung. Đấy, ví dụ như mình có xào nấu thì mình cho cả cái vung này vào. Đấy, mình xào nấu luôn vì nó có cả vung viếc, ok ngon này luôn. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm nha, một chiếc chảo Hàn Quốc này. Đấy, đầy đủ cả vung này, cả cán, cả môi miếc đầy đủ nha. Là một bộ nha, là 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Đường kính chảo rất là to, 32 cm. Đấy, 32 cm, 140.000 một chiếc chảo của Hàn Quốc nhá, 140.000 một cái. Đường kính 32 cm rất to luôn, các bác dùng gia đình con này rất ok. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã nồi cơm Chigo nhá. Các bác có lên mã giúp em cho cái nồi cơm Chigo này. Hàng này thì hàng Chigo, hàng nội địa Nhật rồi, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình các thứ rồi. Đấy, nhà ít người, đặc biệt ví dụ nhà bác nào mà ít người, 1-2 người là các bác xài con này cho em rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, sản phẩm hàng mới như hộp như này nhá. Một chiếc nồi cơm của hãng Chigo. Chigo là một trong những hãng rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng rồi, sản xuất đồ gia dụng, nồi cơm rồi là ấm nước các thứ rồi, rất xịn sò. Đây, hàng các bác nhìn này, 3 tem luôn, quá chất lượng luôn. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, và sử dụng điện 220. Dung tích là 1.2 lít coi nhá, 1.2 lít đây, nó có cả tem mác đầy đủ hết này. Đây, đây là cái phần cổng nguồn này. Đó thì đi kèm sẽ có là một cái dây nguồn này. Là phần nắp vung thì các bác về mở cho em hai cái này ra. Đấy, cậy ra. Đấy, sau đó các bác lấy là ok. Đấy, phần nắp vung các bác nhìn này, siêu dày luôn. Đấy, giòn giếc các thứ là thiết kế rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần phụ kiện các thứ này. Đấy, có cái ca đong nước, đong gạo này. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái lòng nồi chính nhá. Lòng nồi cũng rất là dày luôn, có tráng chống dính 100%, không lo nó cơm cháy cơm khê luôn nhá. Đấy, nồi rất dày nhá. Các bác nghe tiếng này, nó cục 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 luôn. Đó. Đây là bên trong thì là phần mâm nhá. Phần mâm thì rất dày. Và con này thì em đã nấu, nhà em đã nấu test thực tế rồi. Đấy, các bác về nấu cơm nấu nước, cái nhiệt nó rất là cao, chín thấu cực kỳ ngon cơm luôn. Cơm ngon rất dẻo nhá các bác nhá, cơm ngon rất dẻo. Cái này thì em nói luôn dung tích của nó là 1.2 lít nhá, nên là phù hợp cho 1 người đến 2 người là cùng thôi nhá các bác nhá. Còn nếu mà đông quá thì không dùng được đủ đâu. Đấy thì khoảng tầm 1 người đến 2 người thôi, 1 người 2 người là dùng ok. Đấy, ví dụ như là các bác hay đi xa đi công tác các thứ, đi làm ở chỗ xa giờ mình có 1-2 người ở phòng trọ thì giờ dùng con này rất ok, nhỏ gọn rồi. Ví dụ các cháu nhà mình sinh viên hoặc bác nào người già giữa là các thứ cả ở nhà con cái đi hết rồi, ở có một mình hoặc hai vợ chồng nhỉ, thì các bác dùng cho con nồi này rất ok luôn. Đấy, nồi thì cam kết bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Nồi nấu cơm chín cực kỳ ngon, và em đã test thử rồi, nồi nấu cơm chín rất là ngon nhá, cơm dẻo, cơm ngon, chín thấu. Đấy, dùng ok.
sản phẩm đi đầy đủ full phụ kiện nha, vung lắp đại đầy đủ ngon lành nha. Là giá sẽ là đi 220.000 nhá, 220 mà một chiếc nồi cơm điện của Chigo. Đấy, đây. Báo lại bác về cái thông số này. Công suất là 200W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo đây, có in logo này. Đó. Giá sẽ là 220.000. Báo ship cho bác luôn. Đấy, báo ship cho bác luôn. Giá rất bình dân. Vừa nãy quên không quay cho bác là nó sót trong cái thùng, nó còn có cả cái môi nữa này. Đấy, có cả cái môi này luôn, môi sới cơm luôn. Đấy, thì đầy đủ, rất đầy đủ phụ kiện luôn. Về chỉ việc xài thôi. Lên mã em sẽ cái nồi cơm điện Chigo nhá. Nồi cơm điện Chigo hàng mới như hộp nha. Dung tích là 1,2 lít nhá. Điện 220V. Giá của nó sẽ là đi 220.000. Bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dùng dung tích 1 lít 2 dùng phù hợp 1 đến 2 người ăn là rất hợp lý. Đấy, một người hai người là ok. Đó, 220.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn. Nồi cơm Chigo, cơm nấu ngon, chín thấu nhá, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính nhá. Em báo giá luôn, giá hiện tại em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nhá, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ là thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ, dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm, thì đây cái pin cúc áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím này, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9 cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Đấy, vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, đấy bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh các bạn, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ ra cho con chó này mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió này. Lên mã cho em sẽ cái dầu gió của Singapore nhá. Em báo giá luôn, một cái lọ dầu gió của Singapore này, bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k có nhá, 50k một lọ dầu gió Singapore này, chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. Đó, 50.000. Về các bác xài sử dụng này, đây. Bóc cho bác một hộp này. Cái này thì nhiều bác hỏi bên em là hàng có chính hãng không, với lại có cam kết chuẩn Singapore không, thì cam kết bác luôn là hàng chuẩn 100% Singapore. Các bác mà phát hiện hàng giả nhái đền tiền với bác luôn. Các bác cứ mở ra nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác mở ra test thử, bôi thử thứ cho em thoải mái luôn. Đây, đấy, hàng chuẩn của Singapore nhá. Đó, cái màu này có nhìn này, cái màu dầu gió rất là đậm đó. Và hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, chống chỉ định trẻ con hay thứ là xoáy ra nghịch. Mùi rất thơm luôn, mùi cực kỳ thơm, mùi đúng chất dầu gió nhá. Đấy, mùi chuẩn dầu gió luôn. Đây, em sẽ cho bác coi này, hàng này của nó là hàng xuất đi Mỹ luôn này. Đấy, USA nào nhìn này. Đấy, USA nhá. Made in Singapore. Đấy, made in Singapore, hàng dầu gió xanh. Nhiều bác hay gọi là dầu gió của nó, hoặc là dầu gió xanh, hoặc là các bác cứ lên mã cho em sẽ là chai dầu gió cũng được. Giá em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn 100% nhá. Các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái các thứ, hàng điểu rồi, em đền điền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết là hàng chuẩn Singapore, hàng xách tay về luôn đấy, hàng xách tay về luôn đấy. Đấy, hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, USA này. Đấy, made in Singapore. Đấy, rất thơm. Và các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Một hộp một chai này là 50k. À, cái quên không báo bác là cái dung tích của cái chai này là rơi vào là 24ml nhá, 24ml. Đấy, nó là dạng chai vừa, khá là nhiều, dùng được khá là lâu đấy. Đó. Chai dầu gió Singapore nhá. 50k. Đấy, cái này thì rất là nhiều công dụng, trị cảm này, đấy, rồi là ốm sốt các thứ ra, đau nhức xương khớp, rồi là côn trùng đốt, bộ rất là nhạy luôn. 50k một chai dầu gió Hàn Quốc. À, chứ mẫu bác là dầu gió Singapore nhá. Đấy, 50k chai, các bạn nhìn này. Đấy, cái phần tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy, với hàng chuẩn chính hãng này. Đó. Có thấy không? Cái vỏ nó nhìn nó thấy rất là ok rồi, thiết kế rất là đảm bảo thương hiệu bản quyền luôn này. Đấy, có thấy không? Cái tem bảy màu nó bóng lên này. Đấy.
Rồi bắt đầu đến mùa du lịch rồi. Đấy, bắt đầu là các bác đang cần những cái sản phẩm nha chị ơi. Đấy, hiện tại thì em đang phân phối cái mã hàng đó là cái khăn nén du lịch này. Lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá. Về các bác xài cho anh em hoặc là các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, đi nhà nghỉ, đi khách sạn. Đấy, đặc biệt là các bác đi nhà nghỉ, khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng rồi. Đấy, những cái khăn tắm thứ giờ dùng chung rất là nguy cơ, ví dụ như là lây bệnh này, rồi là bệnh ngứa, bệnh nhiếc các thứ này, rất nhiều bệnh luôn. Đấy, cái khăn này thì các bác không biết là những người trước người ta dùng để người ta làm cái gì, đấy, người ta lau cái gì thì các bác không thể biết được. Đấy, chỉ có những người người ta sử dụng cái khăn đấy rồi là những người làm ở khách sạn đấy người ta biết được nhau nhá. Đấy, thì các bác một cái giải pháp rất là sạch sẽ và an toàn là các bác mua cho em cái khăn nén này về. Đấy, nó gọi là cái khăn nén du lịch nha. Thì đây, nó sẽ nén chặt với nhà và khi mà các bác ngâm nước nó sẽ bung ra rất là to luôn. Đấy, bung ra thành một chiếc khăn tắm kích thước là 1m4 x 70 rất là to luôn. Đấy, nhìn các bác nhìn nó nén chặt này, nhưng mà khi cho vào nước nó nở ra rất là to đó. Thì một chiếc khăn nén du lịch nha, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20.000 một cái thôi, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác ví dụ đi du lịch, đi tour tầm 3-4 ngày, các bác sắm cho em tầm 3-4 cái, mỗi ngày các bác dùng một cái thôi, vừa lau người vừa lau mặt các thứ, ok luôn, sạch sẽ, không cần phải dùng chung đụng như nào, sạch sẽ ngon lành. Đấy, dùng xong là các bác bỏ đi được đó, nó giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000. lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá các bác nhá. Khăn nén du lịch này chuyên để các bác đi du lịch, đi công tác, đi chơi ở khách sạn, nhà nghỉ, rồi các bác ngại dùng chung với người ta, dùng riêng ra, đấy, tránh lây bệnh, lây nhiễm các thứ bẩn thỉu. Rồi các bác mua cho con này chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra 20.000 mua khoảng tầm 3-4 cái về, một mùa du lịch ta xài thoải mái luôn. Đấy, rất là cần đấy các bạn, rất là cần đấy, 20k một cái nhá. Nó nén chặt này thôi nhưng mà khi mà các bác tháo nước nó ngâm ra, à, nó bung ra rất là to luôn. Cái này thì đây em quay trực tiếp này, đấy, nó đang nén chặt nha. Đấy, còn các bác thả nước nó bung ra rất là to đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bác cùng xem này. Bố dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn, lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh à, không bị nặng vali, mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha, xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng mút cái im khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch, xuống tới đây đi tắm cái là vẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đó, thực tế về cái khăn nó rất là to luôn. Đấy, nó như một chiếc khăn tắm to luôn đấy, 1m4 x 70 rất là to. Về các bác sử dụng này, xài lau người, lau ngậm, lau mặt, lau mũi cái thứ này rất ok luôn. 20k một cái nhá. Lên mã em sẽ đi khăn nén du lịch nhá. Khăn nén du lịch 20k. Rồi em lên luôn cho bác đó là cái mã bóng đèn 4 cánh nhá. Lên mã em sẽ cái bóng đèn 4 cánh nhá, em báo giá luôn. Hộp này thì một cái quả này bên em đang bán giá sẽ là 90.000 một quả, 90.000. Bóng đèn 4 cánh nhá. Bác nào mà không cần không gian rộng, cần quả bóng sáng thì bác mua trong quả này cực kỳ sáng luôn. Đấy, công suất của nó sẽ là 100W nhá, 100W. Bóng rất sáng luôn. Đây, 100W này, sử dụng cho em là điện 220. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và đuôi sẽ là đuôi xoáy. Đấy, đuôi xoáy nên các bác dùng rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đây, nó sẽ sáng là 4 cánh nhá. Đấy, 4 cánh và một cái chóa ở giữa này. Đấy, các bác về sử dụng lắp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. Đấy, bóng rất sáng nhá. Đấy, trước em cũng xài cái bóng này để em quay video bác này, rất sáng luôn. Trước đắt lắm, trước cái dòng này các bác mua ít đi, giờ khoảng tầm 150-200 một quả. Đợt này giá nó rất là tốt, nó chỉ có 90.000 một quả thôi mà các bác về sử dụng xài. Đấy, xài gia đình, xài không gian rộng, sân rộng, rồi là nhà cửa cần những không gian rộng mà cần những quả bóng sáng các bác xài cho em. Đấy, nó ánh sáng rất là rộng luôn mà rất là sáng nhá, 100W xài thoải mái luôn. Đó, lên mã em sẽ là cái đèn 4 cánh nhá. À, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá và rất là tiết kiệm điện các bác nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác là 90.000 nhá, 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh 90.000 một quả, sử dụng điện 220 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mã em sẽ là cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy, ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, máy chạy được cực kỳ khỏe nhá. Đây, sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện, nó là dòng không dây các bạn, nó có kèm pin tích điện sẵn rồi, các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy, so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi ạ. Đấy, bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây, con máy nhá. Đấy, hàng hãng, hàng thương hiệu hàng vàng. Sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này. Đấy, đây, non tớt này. Đấy, hãng nhá, rất xịn sò, ok. Máy rất chất lượng luôn. Đấy, có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá, thông số kỹ thuật này.
Đó, 65W 185 mm này. Máy hút cực kỳ khỏe nhá và máy chạy rất ok. Đấy thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là dây cáp sạc nhá. Dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm một cục sạc điện thoại sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây. Đây cơ, đây là cái phần chân sạc của nó này. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác sạc vào nhá. Đấy cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À con này nó có một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn nhá, đồng thời khử khuẩn luôn. Thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên, sau đó các bác cứ đưa cho em đi này. Đấy, đưa kéo đi kéo lại nhà cho là xong. Đấy, hai cấp độ nhé, cấp độ 1 này, cấp độ 2 này. Đó, máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó, vào đây. Khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy này ra. Sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây các bác lại lắp vào đây. Đây nó có cái lẫy này. Nó có cái lẫy cá nhá. Đấy có cái lẫy cá đấy, các bác xoáy vào. Đấy khớp nó vào là xong, đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này em sẽ hút thử bác coi này đây nhá. Bật máy này. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá. Chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy các bác vỗ hết những cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra. Và các bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhá. Đấy lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài, các bác bật máy lên các bác hút thôi, rất là dễ dàng dụng nhá. Đây máy hút rất khỏe luôn, đây các bác coi đấy thấy không, đây là máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy thấy không, máy hút luôn này. Đó máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó các bác nhìn thấy hút luôn này. Đây, đấy tờ giấy to này nó cũng hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, chuyên để các bác hút bụi ga giường, giá rất bình dân thôi. 280.000 một cái nhé, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường 280k nhé, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay, về các bác đựng đồ đạc gia đình thì mình rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, nhà này thì cả các bác để lên cho em dùng rất ok. Một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống ống trụ chính của nó là bằng inox nhá, rất ok. Đấy và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Đấy, bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80.000 một cái thôi, 80.000, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những cái đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi khoảng tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy 4 tầng nhá. Đây các bác nhìn này, 4 tầng này luôn. Rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh như này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhá, lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80.000 một chiếc thôi nhá. Chỉ có 80.000 thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá, còn về thì các bác lắp đặt vào là xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn, nó dễ lắp lắm, lắp cực dễ cực kỳ luôn. Nó 80k nhá, chỉ có 80.000 thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá, nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy 4 tầng nha, chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80.000 một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về, lên mã em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Willing. Đây.
set 3 dao của Đức của Huy Linh nhá, em báo giá luôn là 130.000 bộ này, chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ set 3 dao của Huy Linh cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bóc cho bác coi này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nhá, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Huy Linh này, đấy logo Huy Linh. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nhá các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này thì các bác xài con này cho em. Đấy logo Huy Linh này. Đấy thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá. Con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó thép, chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Huy Linh này. Đó con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này. Đấy chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này nhá. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây. Đấy có logo Huy Linh nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này, thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này. Giá đang gửi bác là 130.000 nhá các bác nhá. 130.000 cho một cái bộ Đức dao Đức 3 dao của hàng của Huy Linh nhá. Hàng của thương hiệu Huy Linh của Đức nhá. Đấy, logo hình hai thằng người này. Set 3 dao 130.000 cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nha. Đấy bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm, đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ là nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá và sử dụng sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1500W. Các bác mua về dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ. Đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ rất là nhiều bệnh liên quan đến dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ rồi là gan nhiễm mỡ này, các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi. Mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi thì các bác sử dụng cái nồi nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay. Như em đôi khi là có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá nó chưa kịp giã đông kịp ấy, các bác thả vào cái nồi cho em. Đấy giã đông rất là hay nhá, giã đông rất hay. Thì đây. Tổng quan em nồi đây, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy. Mồi 12 lít thì về các bác xài cho em thoải mái luôn. Đấy, nướng cả một con gà khoảng tầm 2 cân 3 cân đây cho em thoải mái luôn này. Đây, cái phần lòng nồi rất là rộng luôn này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn, bóng loáng luôn nhá. Thì con này thì nói chung là quá dễ xài rồi. Người già, trẻ em, người lớn rồi là các thứ giờ mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn. Đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá. Đấy, các bác làm những cái món nướng nước các thứ này, vứt về cho em khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng, cá nướng này. Rồi là các thứ giờ mình ăn nướng, ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bại tật quá. Đấy, đôi khi là các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho em cái con này về sử dụng rất hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520.000 một con thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này. Mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó chỉ điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có cái nút bên này là nút chỉnh giờ thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy thì con này nó có chế độ hẹn giờ. Thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ chẳng hạn này. Đấy và trong vòng 30 phút nhá. Và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về không luôn. Đó, kêu tinh một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu vì cái này nó có chế độ hẹn giờ rồi là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Nên là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ giờ mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, mới nộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn các thứ này. Đấy, quá xịn sò rồi là cái giấy này là giấy hàng cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò, ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu.
Công suất là 1500W này, dung tích là 12 lít nhá, 12 lít hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu của Nhật nhá, rất xịn sò, ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520.000 và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi. Những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì giờ còn tầm 700-800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm cho bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520.000, lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát, chắc chắn, dày dẫn. Đấy, sử dụng điện 220 cho em. Đấy, ok luôn. Đây, mở ra rút ra cho đồ ăn thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy set up thời gian nhiệt độ. Khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu linh tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bạn đồ ăn là báo hiệu là ok rồi. Đấy, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này, rất xịn sò. Nồi mới keng luôn nhá, nồi mới keng luôn. Lên mã đi em sẽ cái nồi chiên không dầu. 520.000, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, dã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Về cho bác một cái lô đó là sản phẩm đó là cái máy tính này. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhau nhá, máy tính. Rất là hay, về các bác dùng để tính toán hoặc là hàng hóa các thứ này. Đấy, số liệu rồi, thứ hai với các bác mua về các cháu mình học tập. Đấy, tính toán các cháu mình tính toán số má thứ rất ok. Nói chung là cái này cũng khá là cần. Đấy, hàng thì dòng bàn phím lồi này cực kỳ dễ bấm luôn. Đấy, đặc biệt cho những người già, người lớn tuổi cũng có thể dùng luôn nhá. Đấy, cái số nó quan trọng là cái số cái bàn phím nổi này, nó rất là dễ bấm. Đấy, bấm số nào là ra số đấy luôn, nó không bị chèn sang số khác. Đấy, cực kỳ dễ bấm, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, có đầy đủ căn phần trăm, là căn bậc hai, số má rất to rõ ràng đây nhá. Đấy, thiết kế rất là vừa vắn này. Đấy, khoảng tầm to khoảng tầm bàn tay em. Đấy, to to hơn bàn tay em một chút này. Đấy, và cái hay của sản phẩm này nó rất là thiết kế rất hay, là nó dùng một cái viên pin tiểu này thôi. Đấy, nó chỉ dùng một viên pin tiểu thôi, nên là ví dụ như là hết pin các bác rất là dễ dàng thay thế các bác nhá, rất dễ dàng thay thế. Đó thì em báo giá luôn. Đợt này về cái lô này giá rất là tốt, giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 một chiếc nhá, 70.000 một chiếc. Lên mã giúp cho em sẽ là máy tính nhá. Đấy, sản phẩm máy tính giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 70.000. đấy, các bác mua về tính toán, mua về cho các cháu thì mình học tập tính toán ok luôn. Rồi gia đình nhà mình tính toán số liệu hàng hóa các thứ là ok, chỉ có 70.000 thôi nhá. Và nó dùng cái pin tiểu, nên là ví dụ hết pin là các bác rất là dễ dàng thay thế rồi. Cửa hàng cửa hiệu cái này pin người ta bán khá là nhiều. Đó, mua về lắp pin mà là xài thôi ạ. Đấy, lắp pin mà là xài thôi. Đấy, máy tính thì cực kỳ chuẩn xác, ok. Máy tính mà không chuẩn này không phải là máy tính đâu ạ. Đấy, rất ok nhá. Đây, 1 cộng 1 này, cộng 1 bằng này, 2 này. Đấy, ngon lành, số to rõ ràng nhá. Chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. Đấy, số to rõ ràng nhá. Đấy, bấm phát nào là ra phát đấy. Cái này nó là dạng bàn phím lồi nên là các bác bấm nó rất là dễ dàng bấm, nó không bị dính phím với nhau nhá. Đấy, rất dễ bấm này. Đấy, bấm rất là nhanh luôn. Đó, rất ok nhá. Đây, đấy, ngon này, cái nào luôn này. Đó, xóa cái ok luôn. Rồi, 70.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy tính nhá, cái máy tính để các bác tính toán tiền nong. Rồi là cho các cháu mình mua về học tập tính toán phép tính ok luôn. 70k nhá. Lên mã giúp em sẽ là máy tính 70k, hàng rất là xịn chắc chắn luôn. Đó, sử dụng pin tiểu nhá, dùng pin tiểu rất dễ dàng thay thế và sử dụng. 70k một chiếc. Rồi lên nhanh bác luôn một số mã hàng này. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã loa gỗ dài nha, em báo giá luôn. Con này thì giá rất bình dân mà nghe nhạc rất hay luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ dài này. Đấy, mã của nó sẽ là XM520 nhá. Đấy, loa gỗ dài. Loa gỗ dài này giá của nó thì bình dân thôi, 250.000. Em bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, con này thì kết nối nghe nhạc với Bluetooth của điện thoại nhá, rồi là cắm USB thẻ nhớ các bác nghe luôn. Đấy, các bác nghe phòng có thứ nào nghe rất hay, nghe phòng hay lắm. Đấy, rồi là các bác kết nối với điện thoại nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, đặc biệt là các bác nghe những cái dạng nhạc vàng, nhạc bolero thì chấm hết luôn. Con này em cũng đang xài một con mà nghe thích lắm. Đấy, nghe cái chất âm của nó rất thích nhá. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái chất âm của nó, bass nó đánh cực kỳ sâu. Đấy, bass căng, chắc sâu nhá, nghe rất thích nha. Đây, đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc sẽ là nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cái loa này rồi. Đấy, còn đây là sản phẩm loa này. Chiều dài của nó thì rơi khoảng tầm là 40 nhé, 40. Đấy, chiều rộng 10, chiều cao 10. Đấy, có phần đế chân nhé, các bác để dùng vừa trang trí decor này, các bác để chỗ tủ kệ tivi rất đẹp luôn. Đấy, rồi các bác dùng để nghe nhạc. Mình nghe nhạc bác nào không thích to tát, kiểu dạng nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thì các bác xài nhau con này rất hợp lý luôn. Đấy, thì đây. Trên này sẽ có là những cái cổng kết nối với USB. Ví dụ các bác có những USB mà nó chứa nhạc sẵn ấy, thì các bác cắm đây là các bác nghe được luôn này.
rồi là có cổng cắm thẻ nhớ này, và có cổng AUX để các bác cắm tai nghe đấy, và đây là cái cổng sạc DC 5V luôn nhá, DC 5V đấy, tức là nên nó sử dụng cái nguồn điện sạc là 5V nhá, 5V này. Con này nó là loa tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại sạc cho em đầy vào đấy, và nghe hết thì các bác lại sạc vào, sạc vào xong các bác lại nghe đấy, nó như kiểu điện thoại mà các bác dùng hết pin thì các bác lại sạc nó vào đấy, sạc nó vào sau đó là các bác dùng hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, có thế thôi các bác sạc. Trên này sẽ có là nút là nguồn này, rồi là em đổi các chế độ này, nút next bài này đấy, rồi là nút play pause xe này đấy, thì các bác muốn mở loa thì các bác giữ lì cho em cái nút nguồn này nhá, giữ lì này đấy, giữ lì đấy, nó lên luôn nhá đấy. Còn nếu các bác muốn cho to thì các bác nhìn thấy cái mũi tên nó chỉ sang bên tay phải của em này, này. Đấy thì đây các bác giữ lì cho em, giữ lì thì nó sẽ đẩy cái hết cao lên to lên nhá đấy. Còn các bác muốn cho nhỏ thì các bác lại giữ lì nút bên nó chỉ sang bên tay trái này. Còn nút bên tay phải nó sẽ cho to lên nhá. Còn cái khe này ví dụ là các bác có điện thoại thì các bác dắt vào đây. Đấy, ví dụ các bác có con điện thoại các bác dắt nó vào đây đấy, các bác để vừa nghe nhạc này, vừa nghe nhạc vừa để điện thoại ở đây này, vừa xem video thì ok luôn nhá. Đây em sẽ mở loa và kết nối với bác coi này, thì các bác cứ vào trong cái phần cài đặt này, các bác tìm đến cái phần Bluetooth này đấy, sau đó các bác tìm trong cái mã loa sẽ là XM520 này, đấy nó hiện lên luôn này, các bác bấm cho em đó vào luôn nhá. Thì đây bây giờ em sẽ test này các bác coi luôn đây nhá, đây em sẽ mở test loa bác coi nhá, đây các bác cùng nghe này. Đấy, có đây không? Nghe bass rất căng luôn nhá. Con này các bác phải nghe thực tế ngoài các bác mới cảm nhận được. Con này cái bass nó đập đâu đấy luôn. Đấy bass đập ra bass mà check, nghe ra check luôn. Nghe rất hay nhá, nghe rất hay luôn, mà cái này em bán khá nhiều rồi. Các bác rất là khen luôn, có những bác mua đến con thứ hai, con thứ ba luôn. Bán rất chạy nhá, mà nghe rất hay. Đấy nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nghe rất ok. Đấy không cần phải dây dậy nhằng nhằng nhá. Nó là dòng loa sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc, và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại di chuyển mọi chỗ mọi nơi các bác nghe. Đấy giờ các bác nghe phòng, nghe nhạc bolo, nhạc vàng. Đấy, nhạc rất ok luôn. À nghe rất ok luôn. À, đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn này, phần vỏ gỗ ngoài vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy vừa làm đề dùng đồ đề co trang trí này, vừa làm đồ nghe nhạc như cũng chưa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy rất ok. 250.000 một con thôi. Đấy 250.000 một con, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây loa gỗ già. Đấy, mã sẽ là XM520 nhá. Các bác kết nối thì tìm cái mã tên sẽ XM520 là các bác tìm cho em là ok thôi. Đó, nghe nhạc rất hay. Đó, đây các bác cùng thẩm lại với em một chút nữa này. Đấy, cái bát nó đánh rất sâu ạ. Bát nghe đánh rất sâu mà check nó đánh nó rất là rõ ràng nha các bác nhá. Rõ ràng rành mạch, đánh rất đều luôn. Ở đây. Ok. 250k nhá, lên mã cho em sẽ được cái sản phẩm loa gỗ dài có sạc tích điện nhá các bác nhá, có sạc tích điện. 250.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà nghe rất ok. Đó. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, các bác bảo ship là cho kết nối nha, thử thoải mái luôn cho em luôn. Đấy, nói chung là đảm bảo là các bác ưng luôn. Nghe rất thích nhá. Đó, 250.000 một cây. Mã sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu xoa bóp dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy có cậu thủ Song Min nhá. Đấy, làm đại diện thương hiệu rất ok. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi bạn. Đấy và hàng thì nói với bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Nhiều khi các bác cứ bảo là dầu giá nó cao các thứ rồi. Đấy thì hầu như là toàn hàng nháo ạ. Đấy hàng chuẩn chính hãng là phải có cậu thủ Song Min này thì mới là hàng chuẩn chính hãng nhá. Đấy và cũng rất nhiều bác hỏi bên em là có cái dầu nào có cái cậu thủ Song Min không, cái cậu thủ bóng đá không, thì đây đấy chính là nó đấy nhá, chính là nó đây. Đấy, dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nhá, các bác đang đau nhức cơ, đau nhức xương khớp này, đau cổ vai gáy này đấy, các thứ ra thì các bác bôi cho em cái lọ này vào rất ok luôn. Hàng này có hạn sử dụng lên đến là 2027 nhá, 2027 nên là các bác yên tâm nhá, hàng bên em lấy hàng đét mới luôn đấy. Đấy đây em sẽ bóc cho bác một hộp này đó. À, một cái lọ này thì một chai này sẽ có dung tích là 100ml, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp đây, 100ml, mùi rất thơm.
các bác bóc ra mùi rất thơm nhá, mùi rất thơm. Đấy và đây ở đây nó có một cái thanh lăn này. Đấy, thì khi mà các bác bôi xong thì các bác dùng cái thanh này các bác lăn. Đấy, lăn massage để cái dầu nó thẩm thấu vào được tốt hơn nhá, được tốt hơn. Đấy các bác dùng cái thanh này các bác lăn rất ok. Đấy một chai này là 100 ml, các bác bôi cũng khá là lâu đấy. Đó. Chuyên để các bác đọc đau nhức xương khớp các bác bôi chân. Đấy, dầu nóng của cậu thủ Song Min nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái dầu nóng Hàn Quốc của cậu thủ Song Min. Giá thì bên em đang gửi bác một cái lọ này, một hộp này sẽ là đi 80.000 các bác nhá, 80k. Dầu nóng Hàn Quốc Song Min nhá, 80k một hộp nha. Giá rất bình dân thôi. Đấy các bác mua về sử dụng nhá. Mua về cho người già, ông bà bố mẹ này mình dùng rất là nhạy luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng coi này. Đấy, cái này thì bên em bán khá là nhiều ạ. Đặc biệt hiệu quả, nó làm giảm các cơn đau nhức cơ, khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa, nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy. Thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là ok, đặc biệt cho những người lớn tuổi dùng rất hợp lý luôn. Đó. Giá nó sẽ là 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc nha của cậu thủ Song Min. Hàng cam kết bác là hàng chính hãng luôn, 80.000 một cái hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nha, 80k một chai. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy rồi nhiệt độ sữa sần các thứ ra. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá, đấy xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ ra các bác sử dụng nhá. Đây cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó, đấy, xiên xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác đây ví dụ em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không, nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C và nhiệt độ áp là từ 58 độ áp đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F 700, còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu. Nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì ở đây. Về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài. Lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em, rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy có nhìn này. Đấy nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo cái dùng cái này rất hay. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhá nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đóng con này. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi.
Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn, toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt tuốt dây cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100 ngàn một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, 100 ngàn một cây nhá. 100 ngàn một cây. Giá quá bình dân hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100k một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái cây dao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây dao giấy này là 10k nhá. 10k. 10k một chiếc, còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40 ngàn. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10 ngàn một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một, giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40 ngàn. Còn các bác lấy một chiếc là 10 ngàn nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành. Trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí sẽ quay lưỡi các bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10 ngàn nhá, còn 5 chiếc là 40 ngàn. Lên mã cho em cái cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10 ngàn, 5 chiếc 40 ngàn nhá. Lên mã cho em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy không, có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá. 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó, đây. 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Thì rất là sợ luôn. Thì sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá. Thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá. Hộp 10 lưỡi dao giấy. Giá thì một hộp này sẽ là 10 ngàn thôi các bác nhá. 10 ngàn thôi. Bán nhanh thì bác dễ mua. Lên mã giúp em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. 10 ngàn. Một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này. Còn dao thì đang bán là 10 ngàn một cây. Lấy 5 cây 40 ngàn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác. Đó là cái phích điện. Cái phích điện âm này. Phích cắm âm này. Về các bác xà này. À, em sẽ bán ở combo là 3 chiếc 1 nhá. 3 chiếc 1 thì giá của nó sẽ là đi 20 ngàn cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây, ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó. Các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn rồi, thì ví dụ cái thiết bị ấy các bác cắm cho em xem. Đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ phải, thứ nhất là mình đỡ phải cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn. Rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất là hay đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá các bác nhá. Phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20 ngàn cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20 ngàn. Luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170 ngàn một cái này. Đấy, 170 ngàn một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170 ngàn. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn. Toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này, đấy, rồi là đo điện AC DC đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bạn. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy, thì ở đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy, thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Đây có nhìn này, đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 230 231 này này. Đấy, 231V luôn nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà em nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều.
Còn AC đấy là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái pin này viên pin 12V này. Đây em chập vào em kẹp luôn em nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viếc gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn. Các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần. Chỉ việc bật máy lên, sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi. Cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này. Đấy, rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi nó đo được cả nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo dòng, đo A này, đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này. Đấy, ví dụ các bác giữ này. Đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này. Đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện đây này. Đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là ví dụ là các bác muốn đo thông mạch nhá. Các bác muốn kiểm tra thông mạch này. Thì các bác sử dụng các bác ví dụ này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tí 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 tí. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào cho em. Đấy là các bác kiểm tra cái dây này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy đây không? Đây, dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nhá. Cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài thì bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Tại còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá. 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170k một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện V này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi, đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé, đo thông mạch rồi là đo
hẹc này, đấy, đo ACDC. Nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn. Và nó chọn chọn cả các chế độ này các bạn này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá, các bạn nhá. Đấy. Chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con đấy thì đo nó dễ dùng hơn. Còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó thì con này em báo giá luôn này. Con này có kèm cả cái kẹp dòng luôn thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng. Em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây. Giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ nào thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá là nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này có nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý, 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ đối về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy thì cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm ba đầu. Đấy, một bộ gồm ba đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn của bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ nó bám, nhựa thông nó bám lâu ngày nó bám, nó bị sét các thứ vào. Thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn. Và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân mà không ăn chân. Đấy, các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 5 miếng này không nhá, 5 miếng bọt biển nha, giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh dần. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn. Đầu hàn các thứ này. Đấy thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15.000 cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu. Báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này. Rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này. Để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này. Anh em thợ thuyền chế cháo này.
Rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây này vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn được chắn luôn. Đấy, dày dẫn được chắn lắm. Và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm. Con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn nên lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp một nhá, 5 cặp một nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha. Kẹp hình răng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp một. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ vít V46 này, bộ vít 46 chi tiết nhé. Em báo giá luôn, bộ này thì đang gửi bác giá sẽ là 120k nhé, 120.000 một cái bộ vít V46 này. Đấy, chỉ 120.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân nhé, 120k. Sẽ gồm có 46 chi tiết, rất nhiều những cái đầu khẩu, đầu vít khác nhau. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền cũng có thể dùng luôn. Đây, chọn một bộ này, đầy đủ đây. Đấy, nguyên hộp nha. Ở bên hàng trên này nó sẽ gồm có các loại đầu vít này, lục giác, hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ, đầy đủ cho bác luôn, về các bác xài nhá. Bên dưới thì là những cái đầu khẩu này, tay khẩu này, tô vít thanh nối dài, rồi là những cái thanh bẻ uốn cong, lò xo xoáy góc khuất này. Đấy, rồi là những cái lắt léo gật gù này, đầy đủ để về các bác xài luôn nhá. Đấy, chọn một bộ này là 46 chi tiết nhá. Đấy, 46 chi tiết trong một cái hộp nhá. Đấy, 46 chi tiết trong hộp này là về các bác xài, về anh em thợ thuyền xài sửa chữa đồ đạc cho mình, rồi là các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn. 120.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, em đang gửi bác giá sẽ là 120k một bộ, một hộp là gồm 46 chi tiết, đầu vít, đầu khẩu, các thứ đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, là nguyên trong hộp này. Đấy, dùng xong là các bác lại cất trong hộp rất là ngon này, ngăn nắp luôn. 120k một bộ nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nước, vò nước các thứ này. Đấy, lên luôn cho bác. Đầu tiên đó là cái con vòi đôi này, vòi đôi inox 304 nhá. Một con vòi đôi rất chất lượng luôn. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, vòi đôi. Con này nó sẽ gồm có một đường nước vào và hai đường nước ra. Đấy, và hai cái đường nước ra này thì nó sẽ có là hai cái khóa độc lập của từng đường nước một luôn. Đấy, thì các bác dùng đường nước nào thì các bác mở cho em đường nước ra, không dùng thì các bác đóng lại nhá. Hai khóa độc lập riêng biệt luôn. Dùng vòi nào mở vòi đấy, rất tiện dụng và nó có cả những cái đầu chụp đi kèm sẵn nhà luôn. Đấy, và các bác lắp vào, gen của nó sẽ là gen 21 nhá, và chất liệu của nó sẽ là su 304. Đấy, thấy không, su 304 này rất xịn sò, cầm một chiếc vòi nặng trịch luôn. Đấy, nặng trịch luôn. Khâu khóa của nó sẽ là khâu đồng vàng ươm luôn này, con nhìn này. Đấy, giá của nó em báo luôn, lên mã luôn em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi inox nhá. Đấy, vòi đôi inox 304, giá của nó thì em báo luôn 60.000 cho một chiếc vòi đôi nhá, 60k một cái. Đấy, 60.000 một cái vòi đôi inox 304, rất chắc chắn chất lượng. Đấy, vào một đường và ra hai đường, và hai đường này sẽ có là khóa độc lập riêng biệt cho từng đường một luôn, rất tiện dụng nhá. Dùng vòi nào các bác mở vào đấy, không dùng các bác đóng vào. Đấy, rất tiện dụng. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác, đó là cái vòi đơn. Đấy, các bác thích một vòi thì cũng có luôn, vòi đơn nhá. Con này thì nó chỉ có một vòi thôi, về các bác lắp ở đường nước ra này mình. Đấy, đường nước xả này mình cũng ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng này. Và con này ví dụ lắp ở cái đường ra của máy giặt đấy, ở máy giặt nó hay có những cái đầu chụp này, các bác chụp vào là ok luôn. Đấy, thì đây là phần tay gạt này, tay gạt êm ái ngon lành luôn. Đây gen nó, gen vào đây, gen là gen 21 nhá, su 304. Hàng này của nó toàn bộ này nó là dạng inox mờ các bác nhá, các bác nhìn này. Đấy, nó là dạng inox mờ, nó không phải inox bóng, nó là inox mờ. Đấy, như là nhìn nó là lạ chút này. Đấy, nhưng bây giờ người ta hay dùng inox này này. Inox này thì nó nhìn nó cái màu nó rất là bền. Đấy, nó không như những cái dòng inox bóng mà các bác dùng một thời gian nó bị xỉn, như con này dùng nó rất là bền màu luôn. Đấy. Con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ cái con vòi đơn nhá, vòi đơn inox 304. Đấy, vòi đơn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k. Đấy, vòi đơn là 50 nhá, còn vòi đôi là 60. Đấy, chênh nhau 10.000. Đấy, các bác lấy vòi nào thì lấy. Vòi đơn là 50, vòi đôi 60. Đây là con vòi đơn này. Đấy. Còn đây con vòi đôi này. Đó. Vòi đôi này là 60, vòi đơn này là 50 nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái vòi nước. Tiếp theo thì đó là cái củ chia này, cái củ chia van chữ T ấy, nhiều bác cứ hay gọi là van chữ T hoặc là cái củ chia cũng được. Đấy, lên mã em sẽ cái van T, cái van chữ T hoặc là cái củ chia nước 1:2. Đó thì cái này về các bác lắp ở những cái đường nước cho mình để chia đường nước ra. Đấy, một
một đường vào này và hai đường ra. Gen của nó thì cũng toàn bộ là gen 21, chất liệu thì cũng là su 304 nhá, dày dẫn chắc chắn cực kỳ. Các bạn nhìn này, cái đường gen nó này rất dày luôn. Đấy, dùng các bác dùng con này thì rất là bền. Đấy, và ở đây là tích hợp cho em là một cái khóa hãm này nữa. Đấy, vừa khóa tắt nước cũng như là giảm áp lực nước nhá. Đấy, và con này rất là hay là ví dụ các bác lắp vào đấy là mỗi khi mà các bác cần dùng ấy, mà các bác muốn sửa chữa thì các bác khóa trong cái này vào. Đấy thì các bác rất là tiện cho việc sửa chữa luôn. Đấy, bình thường là các bác phải ra đầu nguồn các bác khóa, nhưng ở đây các bác có sẵn cái khóa này, các bác khóa trực tiếp cái đường nước vào cho là các bác xài thôi. Giá của nó thì em báo luôn, lên mã cho em sẽ là cái củ chia nước nhá, củ chia nước hoặc là cái van chữ T, nó sẽ có hai tên gọi khác nhau. Thì các bác nhớ cho cái mã này nhá, củ chia nước này, củ chia nước hoặc là van chữ T cũng được, van chữ T. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái củ chi nước hoặc là cái van chữ T đều được. Giá của nó sẽ là 50k. Về các bác vào một đường nước này và ra hai đường, và nó có cái khóa vừa giảm áp lực nước vừa bật tắt bằng cái khóa luôn, rất ok. Inox 34, 50k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch. Chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy, 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá, toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để xách này. Thứ nhất các bác dùng để xách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông. Các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm ra một cái dây nữa, thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này. Còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn. Đây, con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy, hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng vào cái ngăn này xem. Đấy, để riêng vào cái ngăn này xem. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá nhiều đồ luôn, ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè, giờ thì như mùa này đang mùa hè, các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn, rộng to lắm, 50 cơ mà, dài của nó là 50 mà. Rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn, là 130.000 một cái túi nhá, 130.000. Đấy, các bạn nhìn này, sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy, đấy các bác cùng xem phía video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form, lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này, cả đống quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân giữ rộng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã cho em sẽ là cái mũ chống nắng, em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ là các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy là nó chắn được rất là nhiều, vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài, đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhá. Đấy, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn. Đấy, và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, đấy, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu. Đấy, và một cái hay nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi, chùm mũi, chùm mặt đấy. Đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhá, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào. Đấy, ví dụ các bác đi gió đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm. Đặc biệt các bác đi
các bác hay phải lao động qua thứ ngoài đường, độ cho em con này rất ok. Mũ chống nắng nha các bác, lên mã cho em xem là mũ chống nắng, giá bên em là gửi bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này. Đấy, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm, hình ảnh người mẫu đang đội này. Đây các bác nhìn này, đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá. Đấy, che đằng trước đằng sau rất ok các bác nhìn này. Đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá các bác nhá, kín mít luôn. Đây các bác nhìn này, đấy, rất đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, ok luôn. Đây đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn. Đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá. Đấy, rất ok. Đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng. Đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nồi này. Đấy, mình làm là mình quan tâm đến sức khỏe bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các nhá. 450ml và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ giờ các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng ấy, nắng nó khô ráo các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ 24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi, và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhức các thứ rồi đó, thì các bác xịt trực tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều. Đấy, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này, lắc thật đều cho em nhá, nhớ cho em là lắc thật đều. Sau đó là các bác dùng các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài, nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá. 450ml đây các bác cùng xem tiếp video sản phẩm. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiếp cực tím bất chấp nắng mưa. Khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho em là ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok. 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ. Đây này. Đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn trợ sáng này. Tắt đi cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng.
thì giá sẽ là 50k, và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin mà là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng. Và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này. Zin này, rồi là OZ, mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về các bác rút xem này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở chạy này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây. Đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút tarea. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút, nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này, 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân. Trừ khi là các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gam từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá, 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy,
Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này, cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V, đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, đi đây em lấy ra quay mẫu các bác này, thì về các bác cắm ở đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB các bác cắm ở đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220, thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 1850 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A, thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1850 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên, thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, nói chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên như này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy, cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã cho cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ, giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy, thì các bác mua cho con này về không cần phải dây dặn gì nhá.
bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nha, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác gì thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này, đây cái con em đang xài đây đấy, thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá, đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành, các bạn nhìn thấy con chuột MC chưa? Đây, con chuột MC này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bạn nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bạn nhìn thấy con chuột đây, em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân của máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này đấy. Con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin 1 lần, pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá, bảo hành cho bác pin luôn, vì anh em dùng thực tế đây nha, em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác dùng không hết. Đấy thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ này là 10.000 một bó nhá, 10.000 bó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá, 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhiệt nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là cho em thỏa mãn rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thỏa mãn luôn rồi. Đó. Một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì
dung tích của nó sẽ là 24 mm nhá, 24 mm. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được, đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm, đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra, đấy là các bác sẽ xoáy được nhá, đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 mm này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 mm. Đấy, đây. Mã của nó là 24 mm này, 24 mm. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi, chắc hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích, các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này, còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá, hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó, giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nha các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường, các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất hay. 15k một chiếc phích cắm gập thôi nhá, 15k một chiếc. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là
bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây, mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này. 1 2 3 4 5 song một chảo nhá, 5 song một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. À, 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này. Rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này. Đó. Rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây. Con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa. Này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.